Đứng lại! Hôm nay mà mày bỏ đi thì đừng bao giờ quay về cái căn nhà này nữa, nghe chưa? Tao không có đứa con bất hiếu như mày. Thôi, em nó còn trẻ, tính khí thì bồng bột, ba đừng có lo lắng. Con nghĩ là sau này á, chắc chắn nó sẽ suy nghĩ lại thôi. Cậu xin, chuyện qua lâu rồi, bà chủ cũng mất lâu rồi, bây giờ cậu muốn mất luôn chủ nữa hả? Đối với tôi, ba mẹ tôi chết cách đây 13 năm trước rồi. Thôi, trễ rồi về đi, thế thôi ba má cô lo nữa. Ba má hả? Tôi làm gì còn ba má đâu mà lo. Ước gì em còn mẹ.